với mong chờ, cho quên đi bao ngày mong nhớ, rộn rã cũng đã yêu thương ngập tràn, một cuộc đời mới đang chờ đôi ta. Trăm nỗi vui cùng ngàn tiếng cười, ta nắm tay xin chào mọi người, và tình yêu tới cho nhau một đời. Vui lên đi trong phút giây này, ca lên đi cho tình xanh mãi, đẹp đóa hoa hồng thơm ly dịp nồng, rộn ràng ngày cưới từng ngày đời mong. Vui lên đi qua nỗi mong chờ, cho quên đi bao ngày mong nhớ, rộn rã khung đàn yêu thương ngập tràn, một cuộc đời mới đang chờ đôi ta. Vui lên đi trong phút giây này, ca lên đi cho tình xanh mãi, đẹp đóa hoa hồng thơm ly rượu nồng, rộn ràng ngày cưới từng ngày đời mong. Vui lên đi qua nỗi mong chờ, cho quên đi bao ngày mong nhớ, rộn rã cũng đã yêu thương ngập tràn, một cuộc đời mới đang chờ đôi ta.
vườn cau, nhà em có một vườn trầu. Chiều chiều nhìn sang bên ấy, hoa cau bên này rụng trắng sân nhà em. Anh lên đường mẹ xin nắm trầu nhuộm áo cho anh. Một lá trầu xanh thắm tình em trắng
trước cho anh được biết, lo bà mối ông mai lại ngay. Bỏ chồng cầu xin cưới em về. Em ơi, nếu anh bên cạnh em luôn, chúng ta như cặp uyên ương hát vang trên đồi yêu thương. Anh ơi, thế gian đâu còn ai hơn, chúng ta xinh đẹp vô ngần, cần trong yêu đâu kém sang giàu. Của hồi môn em cũng không thèm, cũng chẳng kém môn đăng hộ đối, đi một bước xe hơi liền ngay. Mà cần sao hai đứa vui hòa, mà cần sao hai đứa vui. Và tím ruột của cháu là bà của cháu Tấn. Và các
các bác cháu ở bên ngoại của cô Tấn, bên nhà mẹ cô Tấn giới thiệu với các bác là có tiền là thủ trưởng cơ quan cô Tấn. Thế và có một số các bạn thì chuẩn có phòng cơ quan cô Tấn cũng dùng bên ngoài kia. Vậy thì là chú và cháu Vương trở lại để các ông bà nó khác từ lắm rồi. Thế đây là bài quà của cháu Vương. Nên bà nhớ ông và cháu Vương mẹ không có được. Thế nên mong các bác các ông bà thông cảm. Tại vì ông bà cũng là có thể yếu cũng đi được. Thế bằng này đây là bác của cháu Vương trở lại để các không có ngoài lắm rồi. Thế thì chú bên này thì em cũng ông đây thế cả thì cũng là vài hôm nay các cũng có thời gian được đây thì ai biết được từ gia đình thế là nói gia đình thì cũng hay nhau thông đó, nhưng mà các cái bác thì rồi các cái công việc thì mệt thì cũng tới được cho nên là cho có bà ra đây đến đây là thông cảm gia đình. Giới thiệu ông chú ruột của cháu có ý kiến với các cụ ông các bà ở nhà đây. Thì nói đúng ra thì do điều kiện gia đình là chật chội, thế nên là đoàn của chúng cháu là có lễ để mang đến lễ tổ, thế nhưng mà vì điều kiện chật nên là các cháu đưa thẳng lên trên kia. Ông bà sinh nhật cháu Phương cháu học thì chúng tôi thì anh tôi là hai tuổi yếu, chúng tôi là em thứ ba, còn anh tôi là sinh bố cháu thì hôm nay thì được sự trên gia đình chúng tôi nên là có Tấn thì nhiệm vụ để xuống thay mặt cho gia đình để xin phép các cô và tất cả các đại biểu trong gia đình của cháu Phương để cho cháu được phép xin chào để cho cháu Tấn Chuyện xui gia là chuyện của hai nhà, một bên là đàn trai cưới vợ cho con, một bên là đàn gái gả chồng cho con. Nói chung bên nào cũng nà nà mẹ cha anh ở tuần hòa muôn thuở liều dành, biết ta biết tình tốt lá tốt nghèo. Con trai nhà tôi làm sao? Nó đâu kém gì. Kém gì chứ thế nào? Nó cũng đã làm nên bố người ta. Có bao giờ
xui. Chuyện xuôi gia là chuyện của hai nhà. Dạ vâng ạ. Một bên là đàn trai cưới vợ cho con. Dạ đúng như vậy ạ. Một bên là đàn gái gả chồng cho con. Ý vậy nè. Nói chung bên nào cũng là nà mẹ cha. Anh ở thuần hòa buôn thuở liều dành. Biết ta duyên tình tốt lá tốt nghèo. Con gái nhà ông đầu hôm sớm mai chân ướt chân sao mơ. Con dài nhà tôi thế nào ạ? Nó đâu kém gì. Vâng nhờ rồi ạ. Nó cũng đã làm nên bố người ta. Có bao giờ nó dám chịu thua đâu. Dạ vâng ạ. Sinh con đẻ cháu thì một bên Hà Nội, một bên Hà Ngoại. Thắng thì về nội, thối thì về ngoại. Xui ra như bát nước này. Xui ra như bà con tí. Anh ở hiền nành chế vẫn còn thương. Có gì đâu mà ông thiêu chợ lắm. Thì vậy đâu ạ. Thế cơ ông ạ. Trong nhà chưa tỏ mà ngoài ngõ đã tường. Chuyện xưa ông bỏ qua ngẫu xui. Chuyện xui ra là chuyện của muôn đời. Khi trái gió trái gió nằm sao ạ. Lúc trở trời. Dạ vâng ạ. Thương con nên nhiều tiếng nại nơi qua. Dâu tôi sao không tục. Nơi dân tục dân này khác. Người điều kiện đường xá. Thứ hai gia đình cũng xa nên là gia đình cũng giáo là xin gia đình bên cháu Phương cho phép hôm nay là cái lễ nói rõ ra là cái lễ ăn hỏi và đồng thời cũng là xin cưới luôn nên là chúng cháu gia đình chúng cháu ăn hỏi riêng và cái lễ xin cưới riêng và các bên tổ tiên ở trên kia cũng là tôi cảm như thế nào. Thế còn bây giờ nói về phần thì bà đã nhất trí nhận cháu vấn là cháu rể chưa? Cháu ý kiến à, tiếp ạ. Quay kiến là tôi không nhận rồi từ lâu rồi cái đấy. Cháu về cho cứ xuống cháu chơi ở. Thế bây giờ cháu xin có ý kiến như này. Thế hôm nay là cái ngày lễ ăn hỏi cũng đã là phấn khởi rồi. Nhưng còn cái đại lễ to nữa là cái ngày cưới của các cháu. Thế thì không hiểu ý của gia đình nên là cháu xin mình như thế nào. Bên nhà trai chúng cháu là cũng xem tôi nói gì nói phải có thờ có thiêng có lành. Chúng cháu có định là đến tháng 10 xin tổ chức cho các cháu. Thế thì xin ý kiến các cụ hơn các bà bố mẹ có phương nhưng mà gia đình như thế này thì xem có được hay không thì gia đình chúng cháu biết thì cháu chuẩn bị có ý kiến như thế. Trong cái tháng 10 còn ngày nào thì tùy các cụ. Cái này thì có ai thế này thì nó không tục thì nó nhà mình không thể theo. Nhưng giờ cái điều kiện cho pháp cái việc chủ sĩ trên đó thì ta đã thôi thì không nhất thiết đi là mấy bước mà cái nhà các cụ là có đi kiến như thế cái gì là từ cái người do dạ cháu và gia đình trên đấy thì có chí thế nào ai thế này tốt đẹp cho và phát triển đến hai người gia đình như là chọn ngày nào với lại thì tất nhiên cũng có ý thì cho chứ hai bên gia đình có điều kiện bàn bạc nhau thì đó là phải có rồi bởi vì nhiều người nói có thằng con điều kiện với lại. We'll be right back.
trai thì nếu mà các bác định ngày nào thì là do các bác bên đấy. Nếu như các bác cho phép thì là chúng cháu cũng được phép để chọn ngày, hoặc là đúng ra là cái việc chọn này là do bên nhà trai định, chứ nhà gái thì cũng theo nhà trai thôi ạ. Cái đấy là tùy các bác ở bên họ nhà trai. Thế còn nói về thủ tục thì nói với các ông các bà và các bác thì bây giờ cái phong tục bây giờ đó, cái gì mà cổ truyền thì vẫn phải giữ cổ truyền, nhưng còn cái gì mà so với thời bây giờ thì có lúc làm hoàn thành thủ tục xong rồi. Thế thì bây giờ em chỉ biết là nói là lời cảm ơn các bà bên hai bên liên quan của các cháu đã nói bất chút thời gian xuống đây chung vui với toàn thể cái hai bên gia đình. Thì cũng có thể là còn cái việc ngày cưới của hai cháu thì cũng xin phép ông các bà mới thì các bạn là để cái đấy nhiều quyền lại cho anh em của em đồng ý con sẽ bàn bạc, sau đó sẽ thống nhất với các cụ sau, sẽ thông báo với các cụ sau. Cái thời gian nó vẫn còn dài nên cái việc này thì cũng không vì là nó cả một cái cuộc đời của các cháu nên mình cũng phải làm cho nó chú đáo một chút. Nếu không thì đến khi có cái gì đấy thì mình lại đâm ra lãi lấy không hay. Quan điểm của con này như thế, cũng báo cáo với công các bạn như vậy. Kìa nhìn xem anh ơi, nhà ai đang cưới thật vui. Xem duyên mới đám sức dâu về làng, họ hàng mừng vui xa đón. Cô dâu xinh tuyệt vời trong chiếc áo dài Việt Nam. Kìa nhìn xem anh ơi, ngoài kia đám cưới thật vui. Bao trái tim rộn ràng rạo rực tình yêu đôi lứa. Tiếng hát ca vang lừng chào mừng ngày vui duyên mới.
Chung xa ai còn vẫn vương sông hồ, mà nơi đây bỗng dừng bước phiêu du. Ở đây có bếp lửa hồng và nơi đây có mối duyên nồng, cùng nơi đây em đang chờ anh xây mộng kết đường. Ngày anh đến ấm lại mùa đông giá lạnh mịt mờ, ngày anh đến cánh hoa vườn em ngắt sẽ không còn những u buồn, chúng mình mãi gắn bó suốt đời nhau. Ngày anh đến với em, gió cũng hát lao sao cùng đàn em trong vườn xuân. Chung xa ai còn vẫn vương sông hồ, mà nơi đây bỗng dừng bước phía
diều du. Ở đây có bếp lửa hồng và nơi đây có ngôi duyên nồng, cùng nơi đây em đang chờ anh xây một kế tơ. Ngày anh đến ấm lại mùa đông giá lạnh mịt mờ, ngày anh đến cánh hoa vườn em ngát hương, sẽ không còn những u buồn, chúng mình mãi gắn bó suốt đời nhau. Ngày anh đến với em gió cũng hát lao sao, cùng đàn em trong vườn xuân. Ngày anh đến ấm lại mùa đông giá lạnh mịt mờ, ngày anh đến cánh hoa vườn em ngát hương, sẽ không còn những u buồn, chúng mình mãi gắn bó suốt đời nhau. Ngày anh đến với em gió cũng hát lao sao, cùng đàn em trong vườn xuân. Muôn đời ha 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 ha.
cáo cho các cụ của tông có bà trên đấy. Báo cáo cho các bà là hôm nay có mặt thì là kia là bà nội với cháu ấy. Đây là ông, tức là ông chú ruột. Và tất cả anh em tôi đây là đều là bác, là chú, là cô của cháu. Đây là bà Kim như cháu. Và ông. Hai ông bà. Đây là hai bố mẹ của cháu. Kìa bà nội, đây là ông chú ruột. Đây báo cáo với người, đây tất cả là cô chú bác ruột của cháu. Thế ông trước giới thiệu đi. Vâng. Thế tôi cũng xin đại diện cho bên gia đình ông Tấn. Xin báo cáo đây là bà Thím. Tôi là ông chú, còn đây là ông anh, còn tất cả cô, ông chú, đây ông chú, còn tất cả mọi người là toàn là cô, ông chú. Thế xin báo cáo với ông là xin theo cụ. Vâng. Thế hôm nay cũng là 5 giờ tháng, 8 giờ ngày. Đến bây giờ thì cũng là tất cả hai gia đình đã đầy đủ lễ nghi và đã nhất trí cho hai cháu được một bên là giao nhận rể, một bên giao dâu, sinh nhập hai họ là cũng đến cái giờ hoàng đạo mà hôm nay của hai cháu. Thì nếu không còn cái gì mà hơn nữa thì xin phép họ nhà gái và xin phép hội hôn của các đại biểu địa phương, các đại biểu nhân quyền thì cho phép các cháu được làm lễ tổ xong và kính chào mời nước chầu của hai họ xong rồi cho cháu đi để về nhà trai. Hôm nay cũng là cái ngày vui của hai cháu. Thì trước hết là cũng xin thay mặt cho gia đình xin cảm ơn tất cả hai họ đã lo cái vui chung cho hai cháu. Vì cái điều kiện, vì cái hoàn cảnh của hai bên gia đình hôm nay không có đầy đủ mặt của họ tộc được, thì cũng xin thay mặt cho nhà gái xin gửi tới tất cả các cụ, các ông, các bà trong đó lời thăm hỏi và lời chúc sức khỏe. Và hôm nay thì cũng là cái ngày vui của hai cháu, thì gia đình cũng có bố mẹ cháu Phương cũng có một cái chút quà để trao tặng cho cháu. Thì các cụ, các ông, các bà cũng hết sức là thông cảm. Mẹ cháu, bố mẹ cháu thì hoàn toàn là không có ý là gọi là cổ hồi môn ạ, mà chỉ dám nói đây là cái chút quà để kỷ niệm cái ngày vui của các cháu thôi ạ. Cho nên là các cụ, ông, các bà cũng hiểu và thông cảm cho. Thì bà ngoại cháu cũng có định xuống dưới này rồi, thế nhưng mà vì cái điều kiện sức khỏe bà cháu năm nay là 86 tuổi nên là hôm cũng nói báo cáo với các cụ, không các bà, là hôm mùng 4 thì gia đình cũng đã tổ chức là mừng cái lễ cho các cháu rồi, hôm nay thì là tổ chức đón dâu. Thì bà ngoại cháu hôm đó có xuống nhưng hôm nay thì vì cái điều kiện sức khỏe không xuống được. Thì trước khi cháu Phương xuất giá thì bà cháu có một cái chút quà. Đây là của bà ngoại cháu. Đẹp như trong mơ, ơi giấc mơ sao tuyệt vời, mừng đôi uyên ương đang bước trên con đường mới. Từ nay trong tim đã có nhau trong đời, buồn vui chia nhau, tình yêu còn mãi, niềm tin bên nhau, dẫu tát biển đông cùng cạn, hòa
câu ca xây đắm giai điệu hạnh phúc chào cô dâu xinh bên chú rể anh tài cùng nhau chung vai đắp xây ngày mai. Trông nom dạy bảo cháu. Cháu ngoan lắm rồi. Bây giờ nó ngoan nhưng mà càng ngày nó càng ngoan hơn nữa nhưng mà chưa có ngoan bà. Được đấy, được. Chúng ta là nếu mà bà nhẹ xuống bên miếng. Xem trên đường làng đang rước dâu, hai công đồng theo che dù hồng xinh quá xinh. Đông đưa tay gió ru hoa cầu giấy cầu ngẩn ngơ, dâu cùng
Anh thấy không anh quên ta ơi quên tuyệt vời.
sáng hôm nay xôn xao trên đầu xóm, tin vui đã lan nhanh khắp đầu thôn. Ba ơi trai gái con tim nghe làm sao? Ô trên quán đi đang rước dâu về làng. Nhiều người ra dòm nói chói tai, nghe không đâu vào đâu. Bà thì khen, bà thì cứ muốn chê, nghe câu không thành câu. Dâu người ta càng gì mình, đám cưới đang linh đình hay dấu không linh đình, ta đến nâng ly mừng cho thắm tình làng quê. Rước dâu về làng. Người thì qua chật ních lối đi, xem không chi là chi. Bà cười toe, bà thì trố mắt ra, xem như chưa từng xem. Xem thật lâu, xem thật kỳ, cũng có cô dâu phụ, cũng có chú rể phụ, ai nấy trông vui mừng câu chúc lành nên duyên. Chúng ta thời gian qua, vâng, và bây giờ tôi xin
trân trọng giới thiệu một sự hiện diện cũng không kém phần quan trọng, đó là sự hiện diện của ông bà Lâm là các vị thân sinh ra chú rể. Xin mời ông bà Lâm lên sân khấu ạ. Và sự hiện diện của ông bà Phê là các vị thân sinh ra cô dâu. Xin tất cả quý vị một tràng pháo tay thật lớn nữa để chúc mừng hạnh phúc cho đôi trẻ ngày hôm nay và sự ra mắt của hai bên gia đình. Thì xin kính mời một vị đại diện cho họ nhà trai phát biểu ý kiến để cảm ơn tất cả quý vị có mặt trong hôn trường ngày hôm nay. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, các bác, các anh, các chị và các bạn. Kính thưa các quý vị đại biểu, khách quý, kính thưa toàn thể các bạn thân em nam nữ. Tôi là đại diện cho nhà trai, thân sinh cho chú rể là cháu Tấn. Hôm nay cả gia đình nhà tôi rất vô cùng phấn khởi được đón các cụ, các ông, các bà của quan viên hai họ, của toàn thể các cơ quan và bạn bè thân mến về mừng chung vui với gia đình chúng tôi và các cháu. Lẽ ra là nhà trai chúng tôi phát biểu cho con để nhà gái, bên nhà gái có ưu tiên cho nhà trai là gửi lời tôi đại diện cho cả nhà gái là xin chân thành cảm ơn tất cả các cụ, các ông, các bà, các bác, các anh, các chị và toàn thể các vị khách quý và bạn bè thân hữu. Và lời cuối cùng tôi cũng không biết nói gì hơn là vô cùng phấn khởi để có sự hiện diện của toàn thể các cụ, các ông, các bà và quý vị đại biểu khách quý. Một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn. Vâng, những lời phát biểu của đại diện hai họ thật là quý báu. Chờ chúng ta hướng lên sân khấu để chứng kiến những tình cảm của ông nội dành cho cô dâu chú rể nhân dịp ngày cưới. Chúng là các cụ, công các bà và toàn thể các anh chị em anh nhân nam nữ trong hồi hôn. Tôi là ông nội cháu Tấn. Nhưng hôm nay là thế này. Cái ngày mà phấn khởi nhất là cái ngày tổ chức đám cưới. Thì tôi chả biết làm thế nào cả. Tự nghĩ tôi có một chút gọi là tấm lòng thành của người già, tiết kiệm để tặng cho cô dâu chú rể hai cháu là một đồng vàng. Thế nhưng mà đồng vàng của tôi thì xin thưa ấy thì hồi hôn là quý giá lắm, là bởi vì đồng vàng này của tôi là tiết kiệm 60 năm nay lao động tiết kiệm. Xin tặng hai cháu thì mong cái đồng vàng này nó trở thành vạn triệu cái đồng vàng sau này cho các cháu. Và
Vâng, những tình cảm thật sự quý báu của ông nội chú rể đã dành cho cô dâu chú rể nhân dịp ngày cưới ngày hôm nay. Xin kính mời toàn thể các quý vị trong hội trường chúng ta một tràng pháo tay thật lớn cô dâu và chú rể dành cho cô dâu và chú rể nhân dịp ngày cưới. Chúng tôi xin chân thành biết ơn tất cả các cụ công các bà, các bác, các cô, các chú, nội ngoại và các bạn bè, các quý vị khách quý, các cơ quan hai họ đã ủi gõ đối chúng tôi. Hơn cả thì cũng là xin kính chúc hồi hôn toàn thể các cụ công của bà là có một sức khỏe quý hóa nhất ở trong cái sức khỏe thì có cái sức khỏe thì mới gọi là người quý hóa. Thì xin tinh thần chân chân này kính chúc các cụ công của bà toàn thể hồi hôn khỏe mạnh vô cùng. Kính thưa các cụ, các ông, các bà và các cô, các chú, các bác và các cháu, tôi thay mặt cho gia đình cháu Phương của nhà gái cũng chẳng có gì mà nói được, mà chỉ biết là trước hết cảm ơn họ nhà gái, tôi cảm ơn và thấy cái buổi thành hôn cho hai cháu hôm nay thật là sung sẻ, phấn khởi và vui vẻ. Biết là ông nội của cháu nên có cái cảm tưởng trao nhận, mà cũng như là trao cái tình cảm mà trao cái việc sau này cho các cháu đối xử có hàng không phải cũng chẳng có cái gì hơn hết. Chúc các cụ công, các bà, các cô, chúc bác hai họ mạnh khỏe hạnh phúc. Xin cảm ơn. Vâng, để đáp lại những cái tấm lòng nuôi dưỡng của hai bên cha mẹ gia đình, cô dâu chú rể đã có nâng ly rượu bầu đời của mình để mừng hạnh phúc của ngày hôm nay. Vâng, và xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy nâng ly lên để chúc mừng hạnh phúc của cô dâu và chú rể ngày hôm nay. Xin toàn thể quý vị trong hội trường chúng ta hãy nâng ly lên ạ. Vâng, và bây giờ xin kính mời toàn thể cô dâu và chú rể cùng hai vị thông tin ra cô dâu chú rể chúng ta hãy bước xuống hương trường. Vâng, xin mời ạ.
mong chờ, cầm tay nhau chào nhận tin yêu, chào nhau tin yêu tin ban đầu, tình yêu xiết bao nhiệm màu, ngày hôn lễ trên rượu ngon chia hôn thần tiên. Tuy đấy nhưng mà cũng không phải là đường thôn, tất nhiên là trên này được cái thang này chuyển trời kia là cái kia đó là cái đấy của tôi làm lại giúp ông là sống lâu hơn nữa để đưa được cái hai sức khỏe hai cháu, thì chắc chắn là ông là hôm nay là hai cháu xin gia đình em là tốt đẹp này là ông phấn khởi rất nhiều, các bạn đã biết rồi đấy. Chúng con rất cảm động là khi ông được phát triển như con rất là bất lợi. Thế nên là bây giờ là chúng con xin phép ông và các cụ thì chúng con xin phép là chúng con xin phép ra về. Vì thời gian đây chúng nó là nói chung là cũng đường xa cũng không phải là gần. Thế là các cụ cũng thông cảm cho. Nên là con xin phép ông và xin phép về. Oh,
năm đã tròn. Đưa vắng cây môi nhấp chung men tình say đắm. Từ nay ta mãi có nhau sớt chia buồn vui. Nắng mưa đầy vơi vẫn không xa rời. Kết đôi tim cho năm tháng mong chờ. Đẹp đôi chân thương đồng hơn ai ai ơn. Hoa vẫn ngày một thật xa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.